luôn, cục vàng Việt Nam. Ôi, cục vàng Việt Nam rồi. Rồi sao? Sử dụng mắt ma Aeron nhanh chóng, anh ta đang truy sát và anh ta cố gắng lấy được cái chiến công đầu. Mạng của Hayate vừa rồi đã phải làm xuống rồi. Trời. Lưu ý là cục vàng Aeron Việt Nam nên là mọi người cũng cần phải cẩn trọng hơn một chút về những cái pha di chuyển của mình. Né đi đâu ạ? Chạy đi đâu ạ? Phải gọi là nó kiểu đúng như kiểu là đúng như cái tên mắt ma ấy nhỉ? Xong mình thấy cứ xuất hiện con mắt đấy là bắt đầu là có mạng. Lừa. Tiến 1-1 ạ. Cứ xuất hiện con mắt đấy là có mạng ạ. Hay là cái trang phục của nó tăng đam nên là nó mạnh hơn bình thường. Kéo dài khoảng cách vàng ra mở rộng mà farm. Florentino cũng không thể có một cái pha solo kill nào để múa có thể làm gì được Aeron cả. Khi mà bây giờ anh ta rất là xanh xao với KDA là 11-1-1. 7k7 vàng. Ao tiền so với toàn bộ các thành viên tem đỏ. Và Aeron vừa rồi đã có một cái pha gọi là băng trụ, anh ta thả tà thần và một những cái có sự kết hợp cùng với cả Ivy đang vào băng trụ để phá trụ luôn rồi. Tắt đao luôn, kết thúc tất cả mọi thứ, kết thúc cái ván game này ở gần phút thứ 13 và chúng ta có chiến thắng dành cho thành viên tem xanh. Chúc mừng các bạn tem xanh, đồng thời chúc mừng mọi người đã dự đoán tem xanh nguyên nhà. Không, Aeron. Tại sao lại không cấm đi ạ? Alo, sao không cấm ạ? Anh em có nhu cầu mua lịch thì đến với nghe shop cuimia.com nha, shop bán lịch uy tín, chất lượng hoàn toàn tự động. Đang nên kiểu nghiêng hơn một chút về Zuka khi ép được cái turn đánh rất là cao và Ari nhanh chóng lui về phía sau. Nam à, mọi người vào dự đoán tem xanh tem đỏ quên đi nha. Alo, ai dầu dầu cân kèo ấy nào, để cho nó vui nào. Chúng ta vừa không kịp nia tới cái pha mà lấy được một cái mạng dành cho Florentino. Không phải. Mà đó là con dầu ánh sáng đầu tiên dành cho các thành viên tem đỏ. Trong khi đó thì nôi điểu của Tulen vừa đủ kết thúc cái mạng của Grak. Florentino. Ui. Không được ạ, nhanh chóng lui về mà cũng không làm gì được. Florentino bất lực nằm xuống cái mạng đầu tiên. Aeron sử dụng mắt ma băng trụ. Nôi điểu của Tulen lại kết thúc. Anh ta kết hợp đam vừa đủ để kết thúc cái mạng của Engage. Nhưng mà cái hút của Shadow vừa rồi cũng vừa đủ luôn. Hỗ trợ cùng với đam trụ để có thể kết thúc được cái mạng của Aeron. Aeron hiện tại đang có KDA ná 2-1-1, 2k vàng. Nói chung cái mạng của Aeron thì cũng khá nhiều tiền dành cho support đấy. Rồi xong cũng lại không kịp rồi. Chúng ta lại vừa bỏ qua pha solo mà băng solo kill băng trụ mà Zuka băng trụ để lấy được cái mạng của Irina Minh à. Ui kéo trúng mèo xu. Em mình đang định bảo là kéo hụt vương quốc vàng được mở ra và giữ chân được Florentino trong trụ phải nằm xuống đồng thời cùng với coi như là một pha đổi mạng cùng với gã Gindu. Qua 3 phút 30 giây thôi khởi động trận đấu mà cũng khá là gắt. 3 phút 30 giây khởi động trận đấu. Khá là xanh nhỉ. 3-1-1. Liên tục lấy được những cái mạng này. Tiếp tục sử dụng mắt ma để truy sát vị trí của Florentino. Yếu máu nhanh chóng lui về phía sau. Anh ta đã đi sâu vào khu vực trụ rồi. Không có một pha solo kill nào cả đối với vị trí của Aeron. Liên tục đi sâu với khu vực rừng nhà tem bạn farm sạch bùa xanh bùa đỏ kìa. Thế á, em chỉ thấy
Và lại lên chậm kêu một chút. Kéo đâu? Cái vừa rồi, cái pha lãy là kéo hay là hút? Cái đoạn này này. Nhưng mà đoạn đấy là đoạn nào em? Sai à? Sorry mọi người. Không nhớ luôn. Ôi, vẫn là vương cúc vàng mở ra, vẫn giữ chân được Valentino yếu máu, chẳng thể múa được luôn kìa. Khó chịu thực sự luôn, nhưng lại kéo trúng vị trí của Elsu, bất lực đứng đấy. Liên tục luôn, chỉ thấy là liên tục kéo trúng Elsu luôn ạ. Hack rồi. Con chim ta với con bài tu len liên tục sử dụng nôi điểu hạ gục được mạng của Grac cùng với cả Hayate. Hiện tại đang có KDA là 400 rồi, khá là xanh. Tiếp tục nữa là người chơi đi rừng Aeon 411, 4k1 vàng, khá là xanh. Các bạn thì đang có khoảng cách 3k vàng ở ngay bây giờ thôi, mới gần phút thứ 6. Gần phút thứ 6 đang có cái tỷ số là 12-5 nghiêng về phía tem xanh. Các bạn đang có sự chênh lệch phải gần 4k vàng đến nơi rồi. Sử dụng mắt ma băng trụ và tiếp tục nữa hạ gục cái mạng của Zuka béo ạ. Nghe có vẻ là quả bom siêu to khổng lồ đến từ vị trí của Engi, sức sát thương không quá lớn à. Không quá lớn luôn, cảm thấy không cấu được quá nhiều máu Aeon của Aeon. Hello anh Nò. Đúng rồi em ơi. Custom thẻ 20k dành cho một bạn may mắn tem win. Né đi đâu ạ? Chạy đi đâu ạ? Phải gọi là nó kiểu đúng như kiểu là đúng như cái tên mắt ma ấy nhỉ? Xong mình thấy cứ xuất hiện con mắt đấy là bắt đầu là có mạng. Lừa 911 ạ. Cứ xuất hiện con mắt đấy là có mạng ạ. Hay là cái trang phục của nó tăng đam nên là nó mạnh hơn bình thường. Ui, lôi điện của Tulen sức sát thương là quá lớn, Florentino cũng không thể áp sát được để mà múa. Cái mạng thứ 6 dành cho Tulen. Trận đấu đến phút thứ 7 phút 30 giây thì nghe có vẻ hơi một chiều một chút, khi mà liên tục là những cái mạng hạ gục dành cho thành viên tem xanh. Pha solo kill giữa Zuka cùng với Ari, nhưng lại có sự hỗ trợ của Aeon đến nơi rồi. Và em nghĩ rằng đúng rồi, chưa kịp nói rằng em nghĩ rằng thì Zuka cũng đã phải làm xuống, vì đã nhìn thấy tín hiệu hỗ trợ của Aeon đến nơi. Engi yếu máu nhanh chóng lui về phía sau. Còn em ơi, còn chúng ta sẽ còn ba trận nữa. Đây đang là trận thứ 2. Chênh lệch khá là nhiều đấy. Chênh lệch 8k vàng ở phút thứ 8. Trung bình 1 phút đã chênh lệch 1k vàng. Kéo dài khoảng cách vàng ra mở rộng farm. Florentino cũng không thể có một cái pha solo kill nào để múa có thể làm gì được Aeon cả. Khi mà bây giờ anh ta rất là xanh xao với KDA là 11-11. 7k7 vàng. Ao tiền so với toàn bộ các thành viên tem đỏ. Bên tem đỏ hiện tại người chơi AD đang là sở hữu cái lượng vàng nhiều nhất, 5k4 vàng, trong khi Florentino đã là 06, 3k5 vàng rồi. Người chơi đi rừng 3k5 vàng thì hơi khó để có thể chơi. Hello, Nani. Minh bất lực à? Sao có KDA 117 ạ? Đây sẽ là con rồng ánh sáng đầu tiên dành cho thành viên tem xanh. Con rồng ánh sáng đầu tiên với hai con tà thần, 5 cái trụ,
mở rộng diện tích farm ra, farm sạch bùa xanh bùa đỏ và để khiến cho rừng ở bên tem bạn là không có tài nguyên để farm luôn, không có thời gian mà cũng không có tài nguyên để farm. Các bạn quá thu hẹp khoảng cách, du ca béo băng vào cũng không thể lấy được cái mạng của eo su. Khi mà ở đây chúng ta có đến 4 thành viên tem xanh quay vào kết thúc cái mạng của eo su. Nôi điểu, sức sát thương không đủ vừa rồi, nhưng mà chính xác hơn sức sát thương là quá lớn khi mà vị trí của Grack kìa còn một chấm máu đấy, mất là hơn nửa cây máu à, nửa cây máu mất. Tiếp tục bốc hơi, tiếp tục bốc hơi. 21 năm, tỷ số đang là 21 năm rồi. Ơi, hôm nay đang tạm thời là cướp 20k nha. Hôm nay tạm thời cướp 20k. Tại vì là chị chia ra. Từ nay đến cuối tháng chúng ta sẽ có khá là nhiều cướp giải. Kiểu như là trước khi mà chơi á là chị sẽ báo xong thế là mọi người vào chơi thôi. Tôi gần như là không có lịch, nó như kiểu ngẫu nhiên lắm. Không có lịch nên là không có báo đâu. Vì cái nào mà chị đã sắp kiểu dạng như ví dụ như có của Nemo hay gì đấy thì là lịch sẵn rồi ấy thì là chị sẽ báo. Còn lại thì là không báo đâu. Tại vì toàn ngẫu nhiên rồi. Khoảng cách 10k vàng ở phút thứ 12. Vẫn đang cố gắng, các bạn thì vẫn đang tem đỏ vẫn đang cố gắng farm và đẩy cao cái tân lính mình lên để đến cái giai đoạn nét. Khi mà bây giờ các thành viên tem xanh cũng đã lấy bào được một cái trụ đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho tem, và quan trọng đó là đường lính mid. Đẩy được cả bạn cả 3 tân lính đều rất là cao và chưa mất cái trụ nào. Tiếp tục đó sẽ lại là cái con tà thần thứ 3 dành cho thành viên tem xanh khi bây giờ không có sự can thiệp nào kịp thời đến từ vị trí của thành viên tem đỏ cả. Không thể kịp thời. Support này, Gindu còn vào cướp bùa. Trời ơi. Florentino ván này không được chơi luôn ạ. 09. Có hát đâu. 804 đến từ vị trí của Tulen trong tay con chim ta. Và Aegon vừa rồi đã có một cái pha gọi là băng trụ, anh ta thả tà thần và một hôm những cái có sự kết hợp cùng với cả Airy đang vào băng trụ để phá trụ luôn rồi. Tắt đao luôn, kết thúc tất cả mọi thứ, kết thúc cái ván game này ở gần phút thứ 13 và chúng ta có chiến thắng dành cho thành viên tem xanh. Chúc mừng các bạn tem xanh, đồng thời chúc mừng mọi người đã dự đoán tem xanh nguyên nhà. Ôi giời ơi. Alo alo. Aegon chấp hai thằng đi hết lại. Ồ Aegon cục vàng Việt Nam mà. Cục vàng Việt Nam. Alo, Florentino đâu rồi em ơi? Florentino đâu rồi? Lợn kia. Cường bút bật quá. Cái ván này cường bút bật quá. Huynh ơi, ta thay Huynh mấy cái này. Ok. Trả kèo nhá. Trả kèo tem. Trả kèo tem xanh Win. Anh Cường. Trời ơi. Ai đó à ghê nhở. Tôi tu lên. Nhưng mà ván này bạn nào. Đúng là tự là không hổ. Không hổ cục vàng nhỉ. Tôi ghê là tự luôn. Tóc Aegon. Tại sao lại không cấm đi ạ à? Hello, sao không cấm ạ? À? Chi tiết đam 24%, 25% đến từ vị trí của Minh Bất Lực, 17% đến từ vị trí của con chim ta.
không làm gì được. Này thì cấm nọ thì do người ta có tướng tủ khác, ai giả. Chị chưa bao giờ thấy em chơi con bài tu le nên giờ chúng ta sẽ tham gia vòng quanh may mắn nha. Nhân phẩm tham gia vòng quanh may mắn nha. Mọi người đợi mình dính mình nào. Thảm ạ, à, tại sao lại kém ạ? À? Tôi không hiểu luôn, tại sao mà không sang đi? Thảm ạ, lại không được ạ, à. Alo. Mình đã lựa chọn bạn rồi nhưng mà nó vẫn không được ạ.